Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá IQ Z9 Turbo Plus đang là con máy rất là hot. Thế thì sau tầm khoảng 2 tuần thì tất nhiên là anh em sẽ mua rồi. Trải nghiệm của người dùng có điểm gì chê và có điểm gì khen nhỉ? Và vậy nhá. Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee, Sun Sale và đánh giá store nha. Mình bán tất cả, các bạn mua gì cũng đều có. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Trước tiên thì mình sẽ đọc comment của anh em đang dùng IQ Z9 Turbo Plus, sau đó là về trải nghiệm của mình sau tầm khoảng đâu đó là 2 tuần dùng nha. Được chưa? Rồi, với cái comment đầu tiên của bạn Dương Ngô này: tôi lắp SIM Việt Nam Mobile mà nó không nhận. Cái này thì mình không xác nhận được bởi vì cơ bản mình cũng không có SIM đấy. Nên là anh em đang có SIM Việt Nam Mobile có thể test thử xem là nó nhận hay không nhá. Cái comment tiếp theo của bạn Nghị Hiếu này: tôi thấy khá ok, camera sau ổn, cam trước thì hơi tèo thôi. Ngoài ra xài trải nghiệm ngon lành từ game tới app. Hay là comment của bạn Nguyễn Hoàng Anh này: không chênh lệch nhiều so với IQ Z9 Turbo, anh em cứ hút IQ Z9 Turbo là cũng được rồi. Game quá nặng mới thấy IQ Z9 Turbo Plus hơn thôi. Đấy chỉ là một vài cái comment nhanh từ anh em thôi. Còn đây là hai cái comment rất là chi tiết về sản phẩm này. Anh em nào ấy mà thực sự là đang có nhu cầu về IQ Z9 Turbo Plus thì nhớ đọc kỹ nhá. Đầu tiên là comment của bạn Nguyễn Công Thành ở trong hội nhóm IQ này: cảm nhận đầu tiên về IQ Z9 Turbo Plus là máy phụ cho 15 Pro Max ấy, chuẩn bị nâng lên 16 Pro, khá là xấu đúng không? Rồi, pin quá trâu, mỗi tội phi thông báo hay bị trừ pin nền. Bởi vì cơ bản các bạn hiểu là khi mà bật full quyền lên ấy thì nó sẽ bị hao pin ở cái phần đấy nhá. Nói chung là pin này nó quá trâu rồi nên là nó chỉ nhỏ thôi nên là không sao cả. Và tiếp theo, YouTube hơi bị lag dù đã bật tần số quét trên màn hình rồi. Anh em lưu ý nhá, cái YouTube hay một vài app mạng xã hội thì cơ bản mặc định tần số quét nó chỉ là 60Hz thôi, chứ không phải là 120 hay là 144Hz ở một vài app đâu các bạn ạ. Tiếp theo, bạn Công Thành chia sẻ: còn đâu mọi thứ hơn Poco X6 Pro mình chuẩn bị tặng người thân. Cấu hình thì khỏi bàn rồi, mình sẽ review ở bài sau. Ok nha, cái này thì mình tin với anh em, nếu mà trong tầm tiền này thì đối anh em tiêu đông con máy mà cấu hình khỏe như thế, về chơi game đến trải nghiệm về mọi thứ thực sự là quá ngon. Và đấy, rất welcome cho anh em mua nha. Sai lần đầu dòng IQ khá hài lòng. Ổn đúng không? Rồi, comment của bạn Văn Kiệt này cũng trong hội nhóm IQ này: Z9 Turbo Plus dùng ngon nhá anh em, test thông báo đến hiện tại khá là ổn. Mình đang dùng là máy chính. Về mạng xã hội như kiểu là Message, Zalo, Tele, Gmail, tắt đa nhiệm, khóa màn hình vẫn thông báo hiện tại sáng giờ vẫn chưa thấy miss cái nào. Tác vụ thường mượt, chưa thấy vấn đề gì. Bạn này đổi từ Honor Magic 6 Pro sang để dùng song song với Vivo X Fold 3, dùng một loại sạc. Con này làm máy chính giữ liên lạc X Fold 3 để tiêu thụ nội dung và giải trí, khá là ổn đúng không? Và đây, những cái cơ bản ví dụ các bạn sử dụng Google Pay này, quét ở ION hoặc là Winmax thì đều ngon nhé. Và dùng Vivo card quẹt được thẻ thang máy chung cư, ổn luôn. Pin để mình test thêm vài ngày. Thực sự các bạn, pin con này là trâu lắm rồi. Pin 6400 ấy, với cá nhân mình trải nghiệm nha, ít nhất bạn nào mà không dùng để chơi game thì nó trụ ít nhất phải là 10 tiếng là chuyện bình thường luôn. Và thậm chí nhá, hơn 10 tiếng, 11 tiếng là chuyện dễ hiểu anh em, pin quá trâu. Và nữa này, mình không camera, màn phẳng viền và bán lưng nhựa khá ok, không bị ọp ẹp, cầm nắm khá là ngon. Bạn này có dùng trần và cái cảm giác cầm ấy nó có ngon hơn con Honor Magic 6 Pro. Máy khá là nhẹ, đấy, cụm cam cũng nhỏ nữa. Nói qua cho anh em một chút về cái độ hoàn thiện ở trên IQ Z9 Turbo Plus. Mình trải nghiệm nếu mà bình thường anh em dùng như này và nó thực sự là không có vấn đề gì cả. Nhưng khi mà các bạn có ấn vào cái khu vực góc cạnh ấy thì nó có cảm giác bị hơi bị lùn xuống một tí các bạn nha. Cái này không biết là do máy của mình hay là cái lô sản xuất nó như thế. Anh em đang dùng IQ Z9 Turbo Plus thì có thể thử nha, xem là nó có thực sự là như thế không. Tiếp theo là vân tay công học mà cũng nhanh, vị trí hơi thấp, dùng cũng thấy quen quen do máy cầm một tay dễ. Thua con Magic 6 Pro không có Face ID. Update này, pin từ sáng đến 22 giờ tối nha, còn 65%. On screen được khoảng hơn 4 tiếng, mình sử dụng wifi là nhiều, độ sáng khoảng 50% và không game, không camera. Đấy là bạn dùng làm máy phụ và thỉnh thoảng kiểu là mình giải trí các thứ thôi. Mà trong một ngày nha, kể cả cái thời gian chạy nền này, dùng là mạng xã hội này mà 4 tiếng mà còn tận khoảng theo mình nhìn biểu đồ ở đây là tầm khoảng đâu đấy là phải 60% đâu, đúng rồi, 65% là nó ngon lành rồi anh em ạ. Các bạn thấy không, cái điểm nổi bật nhất trâu này đó là về pin. Kể cả cái con IQ Z9 Turbo cũng thế thôi, pin 6000 nó cũng quá trâu rồi. Thì sang IQ Z9 Turbo Plus, pin 6400 nó trâu rất là nhiều nha. Đấy, nói chung lại với cái con IQ Z9 Turbo Plus này, về cái trải nghiệm người dùng nha, thì hiện tại là rất là ngon. Từ về giải trí này, từ về mua sắm này, từ về cái việc các bạn chụp ảnh này, rồi đến màn hình là perfect luôn. Thì các bạn cảm thấy sao về cái con này? Với mình nha, trải nghiệm thì cái điểm yếu trâu này
thực sự là nếu là một con máy chính thì mình sẽ chê là về chê cam trước là nó chỉ có thể quay video tối đa là Full HD và 30fps thôi. Còn lại về cam sau, perfect luôn anh em ạ. Độ sáng pic tối đa là 4500 nits các bạn sử dụng trong nhà, hay là vừa rồi mình có ra ngoài chơi mình chụp ảnh nhiều ấy, nắng chiếu trực tiếp vào màn hình nha, nhưng mà mình vẫn nhìn rất là rõ luôn. Anh em nào mà chạy Grab, mà chạy shipper ấy, cái con này nó cực kỳ ngon. Anh em không cần phải sử dụng sạc song song trong quá trình các bạn chạy đâu, bởi vì đấy, mình vẫn nhắc lại pin quá trâu nha. Rồi đấy là về cái cảm nhận của người dùng về IQ Z9 Turbo Plus sau một thời gian các bạn sử dụng, nói chung 12 tuần thôi. Còn nếu tầm khoảng một thời gian sau mình sẽ update cho anh em sau nha. Quá ngon này các bạn, thực sự không gì để chê luôn. Về mức giá tham khảo IQ Z9 Turbo Plus, mình sẽ để đường link ở phần mô tả, cũng như là bình luận game sẽ dẫn tới hệ thống web Mobile City, cũng như là Shopee Sun Sale và đánh giá store. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu như thấy video này hay và hữu ích, nhớ cho mình một nút like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.